Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã đầu tư đưa cây sâm ngọc linh và một số cây dược liệu quý khác có giá trị kinh tế cao vào trồng tại xã vùng cao Tinh Phong. Đây là loại cây trồng được kỳ vọng mở ra hướng mới giúp người dân địa phương phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mạnh dạn bỏ ra gần 10 tỷ đồng để mua cây giống và đầu tư hệ thống dàn khung dưới tre để trồng gần 1.500 m2 cây sâm ngọc linh trên đất Tinh Phong. Sau gần 3 tháng trồng chăm sóc, đến nay hơn 2 vạn gốc sâm ngọc linh của anh Đoàn Văn Tuấn ở thị trấn Tuần Giáo đang sinh trưởng và phát triển tốt. Qua cái thời gian thử nghiệm chúng tôi mới trồng cách đây khoảng 3 tháng. Thì đến bây giờ thì tôi thấy là cây sâm phát triển rất là tốt, phù hợp với thời tiết và cái chất đất bây giờ ở cái địa bàn Tân Phong của mình. Xã Thanh Phong nằm trên độ cao từ 1.200m đến 1.800m so với mực nước biển. Trên địa bàn xã có gần 2.000 ha rừng tự nhiên, tầng thực bì dày. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, mùa đông có lúc nhiệt độ xuống 0 độ C. Nơi đây được đánh giá thuận lợi cho phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng, đặc biệt là các loại sâm như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Hiện nay, huyện Tuần Giáo đã xây dựng dự án trồng cây dược liệu tại xã Thanh Phong, trình các cơ quan chức năng xem xét báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án được triển khai sẽ là một trong những lời giải cho bài toán xóa đói giảm nghèo ở địa phương này. Đảng ủy và chính quyền cũng đã nhận thấy là cái dự án này là là một trong những cái mà để không phải là chỉ xóa đói đâu mà làm giàu cho địa phương. Đây là một trong những cây trồng mới. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã họp và triển khai đến các tri bộ để tuyên truyền, vận động người dân là để, để tiếp nhận cái dự án này một cách nhanh chóng khẩn trương và đến hiện nay thì cũng đã có một số doanh nghiệp làm vườn khảo nghiệm và cũng thấy là qua quá trình kiểm tra thì cũng thấy là cây này rất phù hợp với địa phương cũng mong rằng là sau này sẽ, sẽ sớm được triển khai trên diện rộng để bà con cùng tham gia để việc triển khai trồng sâm ngọc linh trên địa bàn xã Tinh Phong huyện Tuần Giáo đem lại hiệu quả cao, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát và kiểm tra thực tế sự phát triển của cây sâm ngọc linh tại vùng đất này. Qua khảo sát đánh giá số diện tích cây sâm ngọc linh trồng tại Tinh Phong khá thành công, có thể mở rộng diện tích không chỉ ở Tinh Phong mà nên nhân rộng ở những địa phương của tỉnh Điện Biên có điều kiện khí hậu đất đai tương đồng.